Xin chào bà con. Thông thường khi nuôi bò, bà con nhà mình chỉ quan tâm đến các bệnh truyền nhiễm và bệnh sinh sản do tính gây hại của nó cụ thể. Tuy nhiên, bệnh do ký sinh trùng cũng là một mối đe dọa mà bà con cần phải tính đến. Vì ký sinh trùng trong đường tiêu hóa ở bò là một bệnh nguy hiểm, tiềm tàng và cần có các biện pháp phòng và điều trị tích cực. Vì việc phòng và trị bệnh ký sinh trùng không khó, chỉ cần bà con áp dụng đúng và đủ sẽ tạo ra được hiệu quả chỉ bằng các biện pháp cơ bản như là cần có chế độ ăn uống cho bò bê ổn định, đầy đủ để giúp bò có sức khỏe tốt. Và nhất là đối với bà con nhà mình thì hay chăn thả trên đồng cỏ. Điều lưu ý quan trọng là không nên thả quá sớm hoặc cho về quá muộn để tránh các loại nhện trùng da truyền sán thường hoạt động vào thời điểm này. Bà con chú ý điều này. Và một biện pháp nữa đó là bà con hãy vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và hãy tiêm phòng cho bê và mẹ đúng thời điểm để phòng ngừa bệnh một cách tốt nhất. Chúc bà con chăn nuôi đạt hiệu quả.